khi học sinh thích làm bài tập. Tiêu rồi. Cái gì vậy? Con đã làm xong hết bài tập rồi. Giáo viên lớp con ra bài tập cho con đã gấp 50 lần học sinh bình thường rồi. Vậy mà con đã làm xong hết rồi hả? Ba ơi, ba mau nghĩ cách giúp con đi. Nếu như không có bài tập thì cả người con ngứa ngay hết cả lên. Được rồi. Alo, mẹ của Tiêu Thanh hả? Con của bà có bài tập dư hay không? Không có. Sáng thì con anh nó qua nó giật bài tập của con tôi, làm con tôi khóc cả ngày nè. Mẹ ơi, mẹ đổi bài tập lại cho con đi. Anh còn mặc dày gọi điện mượn bài tập của con tôi nè hả? Xin lỗi chị, tôi biết rồi, tôi sẽ dạy lại nó. Mày giỏi lắm. Ba ơi, ba đừng có gọi cho mấy người đó nữa đi. Những người mà ba đã gọi thì con đã gọi hết rồi. Bây giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Ba mau gọi điện cho thầy toán lớp con, nhờ thầy ấy ra bài tập đi. Ừ. Alo, thầy giáo hả? Tôi là ba của Tiểu Cường đây. Cái gì? Ba của Tiểu Cường hả? Cái bài tập hồi tác năm ngoái của nó tôi còn chưa viết xong nè. Đừng có xin tôi ra thêm bài tập cho nó nữa, không là tôi khỏi ngủ luôn. Trừ cấp đây, mày làm tôi mất mặt chết đi được. Không phải làm bài tập gì hết, bỏ chơi game đi. Ba. 2000 years later. Tiểu Cường à, sao 20 năm rồi con cứ làm mãi một cái sắp bài tập đó vậy? Ai biểu 20 năm trước ba không xin bài tập về cho con? Lại thua rồi, cái thằng ốc chó này. Mày làm cái gì đó? Con đang học. Chơi game mày. Học bài cho tao. Có cách rồi. Mẹ ơi, có người đánh con. Đứa nào dám đánh con mẹ thành thế này? Con nói ra ai đánh con, mẹ có dạy dỗ nó giúp con không? Tất nhiên rồi. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhé. Nó đánh con mẹ như thế nào? Mẹ đánh lại con nó gấp đôi. Khi nhà bạn trai cho tôi 1 tỷ mỗi tháng phá sản, con phải nghe lời mẹ. Con thử lòng con nhỏ đi, lỡ nó thấy nhà mình giàu, nó tiếp cận con thì sao? Dạ, con biết rồi mẹ. Em à, chúng ta chia tay đi, nhà anh phá sản rồi. Anh yêu à, em nói nghe nè. Từ lúc em chồng anh. Nhặt đâu ra vậy? Em đã xác định anh là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em. Bất luận có thế nào, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Đây là toàn bộ số tiền nhìn dụng mà em tích góp được, anh cầm lấy đi. Xin lỗi em, tất cả là do anh gạt em thôi. Nhà anh không có phá sản. Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao anh lại thử lòng em? Anh đừng có nói nữa, chúng ta chia tay đi. Hay là để anh tặng quà cho em nha. Em nói thật đó. Em coi thử cái căn biệt thự này được không em? Thì em cũng miễn cưỡng nhận cho anh vui. Khi con của người giàu nhất thế giới lên thiên đường. Wow, cái thiên đường này cũng đẹp quá chứ hả? Mày là ai? Chờ xíu đã. Ừ, mày có thể đi tham quan một vòng. Cái thiên đường này bao nhiêu tiền một mét vuông? Hóa ra là con nhà giàu. Mày tưởng mày có tiền là ngon lắm hả? Bà nói đúng lắm. Tuy rằng tôi có rất nhiều tiền, nhưng mà tôi mất đi rất là nhiều phiền não. Sao mày lên thiên đường được vậy? Thật ra đã lâu rồi tôi không được gặp cha mẹ của tôi. Xin lỗi, lúc nãy tôi chỉ là lưỡi mồm. Bởi vì nhà tôi bận quá, gặp một lần phải ngồi máy bay mấy tiếng. Thật ra tôi còn khởi nghiệp thất bại nữa. Xin lỗi nha, lúc nãy tôi chỉ là lửa tay thôi. Thì tôi đã trực tiếp mua đất các công ty đứng top 1 thế giới. Rồi rốt cuộc cái thiên đường này có bán hay không? Giả sử lì xì dựa vào tên của bạn, mày sắp phát tiền lì xì rồi kìa. Mày mau chuẩn bị ra nhận đi. Mấy đứa mau lại đây, mày phát tiền lì xì cho Tiểu Cường, tên con 2 chữ, được 200. Có chút ép vậy đó. Mẹ, tên con là Gia Thị Heo Cô. Tên của con 4 chữ, 400. Cảm ơn mẹ. Mẹ, không công bằng, sao con có 200 vậy? Tên là do mấy đứa tự chọn mà. Bây giờ mấy đứa biết tên dài có lợi như thế nào rồi chứ. Mẹ, con chi bay nhàn sốt tới rồi kìa. Chào cô, chúc mừng năm mới. Con tên là Lê Phạm Ý Chi Pi. Cô chào con năm mới. Không dùng vo nữa, con vô thẳng vấn đề chính luôn. Con đến đây để nhận tiền lì xì. Tên của con là Lê Phạm Ý Chi. 3.141592653589793238. 2000 years later. 17177669147303. Hình như con có đọc sai một số, con lại từ đầu nha. Tên của con là Lê Phạm Ý Chi. 3.141592653585. Chi Bi, dừng lại. Cô biết rồi, đây là tổng số tiền tiết kiệm của nhà cô. Con lấy đi. Cảm ơn cô nha, vậy con đi về đây. Mẹ, vậy bây giờ nhà chúng ta nghèo rồi hả? Tụi bay còn không mau đi đổ tên để kiếm tiền về đây cho mẹ. Vậy con sẽ đổ tên là Tiểu Cường Bay Mũ Hay. Vậy mình nên đổ tên là gì đây nhỉ? Mất cho, cậu bị sao vậy? Em không sao. Chị sẽ thị heo, chị có đem cái đó không? Chị vô tới hả? Cho mình nè.
Nói bị gì mà gấp gáp vậy trời? Người anh em mà, mày đừng có hỏi. Chị Thi hiện ra là mày ngu dốt mà thôi. Đúng rồi, cũng là chả có kiến thức gì hết. Chuyện này của con gái làm sao có thể nói cho mày biết được? Đúng đó, mày học thằng cô Vinaphone đi kìa. Có ai như mày được chứ? Có việc gì mà không thể nói chứ? Vậy mà cũng nhìn không ra nữa. Dốt, nó bị tiêu chảy gì nữa? Hèn gì hai đứa ta chơi thân với nhau. Chuyện gì? Không có gì, vậy ra ngồi chơi đi. Đi thôi. Ý, sao bàn công trà xanh lại có thêm chai nước nữa? Lúc nãy đâu có thấy đâu. Không biết là ai theo đuổi nó ha. Ờ ha. Nó cho về rồi kìa. Ừ, cái bình nước này của ai vậy? Trên bàn mày là của mày da nữa. Không ngờ hai anh ấy lại quan tâm mình như vậy. Không biết là A Chảnh hay là con Vinaphone ta. Mất cho, bụng cậu còn đau không? Là A Chảnh à, hàng gì anh ấy cứ suốt ngày tiêu mình. Mất cho. À, vẫn còn hơi đau một chút. A Chảnh cũng rất tốt, rất là dễ thương nữa. Mày uống nước nhiều vô sẽ mau khỏi thôi. Chả lẽ là con Vinaphone? Con Vinaphone cũng rất là nam tính. Cái gì vậy, nói chuyện đi chứ. Nước này cảm ơn hai anh nha. Đâu phải tụi tao, còn không có tiền gửi xe đây nè. Bé, lúc nãy ông dọn vệ sinh ở đây có để quăng chai nước trên bàn con. Ông lấy đi nha. Ơ, à, sao cạn mất một nửa vậy? Khi thế giới thay đổi theo suy nghĩ của tôi. Mẹ ơi, con đi học đây. Đứng lại đó, bước qua ăn cơm nhà cho tao. Ngày nào cũng phải ăn cơm nhà, ước gì mẹ mình cho tiền mình ăn vặt mỗi ngày. Đây là 1 tỷ VND, con cầm lấy tiêu đi. Dạ cảm ơn mẹ. Có điểm thi của kỳ rồi, tôi đọc tên các em lên nhận. Tiểu Thanh 5 điểm, Như 10 điểm. Wow, con Như 10 điểm lận. Nếu như mình hơn điểm nó thì tốt biết mấy. Các em đã kiểm tra bài thi rồi đúng không? Thầy ơi, em chưa có bài thi. Em cũng dám hỏi tôi là Hà Tiêu Cường. Em không có đi thi thì làm gì có bài thi. Em đảm bảo là em có đi thi rồi. Em có đi thi, vậy thì cái bài thi của em ở đâu? Chắc là bị lộ ở mấy lớp khác đó thầy. Không có, tôi đã hỏi mấy lớp khác rồi. Căn bản không có bài thi của em. Ai mà không biết gõ cửa vậy? Chào hiệu trưởng. Em Tiểu Cường của lớp thầy đâu rồi? Hiệu trưởng à, có phải nó là gây ra họa lớn gì nữa không? Đúng vậy, em ấy đã gây ra họa lớn rồi. Chắc em với tôi rồi, Tiểu Cường, em đứng lại cho tôi. Hiệu trưởng à, có phải bởi vì em ấy không có đi thi không? Hiệu trưởng à, em thật sự có thi rồi mà. Em ấy đúng là có thi, nhưng mà chạy tới lớp 12 thi. Hèn gì tự nhiên bỗng thấy cái đề lần này khó thiệt. Bố xin lỗi hiệu trưởng đi. Xin lỗi cô hiệu trưởng, sau này em sẽ không bao giờ chạy tới lớp 12 thi nữa. Đừng, lần sau em nhớ chạy tới lớp 12 nha. Hả? Ờ. Em là đứa học sinh đầu tiên trong trường chúng ta đã thi vượt cấp mà còn đứng nhất nữa. Không ngờ mình lại có siêu năng lực này. Để nhân cơ hội này là một điều tốt mới được. Cầu cho mấy bạn đang xem ở trước màn hình để hoàn thành được điều ước của mình.